phút bắt đầu quay, tức là vận tốc góc ban đầu bằng 0. Thời gian 1 phút thì tương đương vận tốc là 700 vòng trên phút. Tính ra tốc góc của vô lăng và số vòng mà vô lăng quay được trong phút ấy, nếu chuyển động của vô lăng là chuyển động nhanh dần đều. Như vậy đây là bài toán chuyển động tròn nhanh dần đều, đúng không? Vô lăng quay được mà. Thế thì ở đây cô cho ví dụ này để cô lưu ý một điều là các em phải đổi đơn vị đo. Vận tốc góc góc là 700 vòng trên phút, không phải đơn vị chuẩn. Mà đơn vị chuẩn ở đây phải là radian trên giây. Do đó ở đây các em sẽ thấy cho cô là các em sẽ có này, tóm tắt đầu bài là bắt đầu quay tức là vận tốc góc ban đầu bằng 0. Và vận tốc góc là 700 vòng trên phút, tức là 700 một vòng, các em đổi ra radian cho cô là bằng 2 pi radian chia cho 1 phút là 60 giây. Như vậy là 700 vòng trên phút sẽ bằng 700 nhân với 1 vòng là 2 pi trên 1 phút là 60 đơn vị radian đây. Đấy là cái mà cô cần lưu ý các em. Đúng không? Và thời gian t bằng 6 giây. Ở đây tại sao cô cứ hay bị đánh lỗi nhỉ? Thời gian t là 6 giây. T bằng 60 giây chứ, cô đánh lỗi đấy, 60 giây. Một phút. Thời gian 1 phút tức là bằng 60 giây. Như vậy là vận tốc góc ban đầu bằng 0 này. Vận tốc sau là bằng 700 nhân 2 pi trên 60 đơn vị là radian trên giây. Đấy là cái lưu ý của ví dụ này nhé. Thời gian là 60 giây. Tìm ra tốc góc và số vòng mà nó quay được trong phút đó. Như vậy đây có omega 0, có omega, có t, kem tìm beta. Quá dễ đúng không? Kem dùng công thức là omega bằng omega 0 cộng beta t. Từ đó kem suy ra beta bằng thằng này. Thì câu A rất là dễ. Ở đây cô muốn lưu ý cái đây, một cái điều là đổi đơn vị đo nhé. Và sau khi tìm được beta là bao nhiêu đấy rồi, đơn vị đo của beta phải là radian trên giây bình phương. Thằng này radian trên giây rồi nhá, lại trên giây nữa, vậy là radian trên giây bình phương, được chưa? Cái thứ hai là tìm số vòng quay thì tìm thế nào? Số vòng quay ở đây thì các em biết là một vòng thì có góc quay là bằng 2 pi radian. Như vậy đầu tiên các em phải tìm góc quay của nó đã. Góc quay của nó sau khi quay được 1 phút thì nó quay được một góc là bao nhiêu? Chính là góc theta đấy. Thì các em dùng công thức nào cũng được. Ví dụ các em dùng công thức là theta bằng omega 0 cộng beta t bình trên 2. Trong đó theta ở đây cô vừa giải thích rồi, đấy là góc quay. Và đơn vị của góc quay này em thay số vào nó bằng bao nhiêu radian đấy. Góc quay nhá. Từ góc quay này thì suy ra tìm số vòng bằng cách nào thì em lập tỉ số cho cô. Một vòng thì ứng với góc quay là 2 pi. Đúng không? Một vòng nó quay được là 2 pi. Vậy thì góc quay là theta này thì ứng với n vòng. Như vậy số vòng quay sẽ là bao nhiêu? N sẽ bằng 2, một vòng nhá thì là 2 pi nhá. Một vòng là 2 pi. Như vậy là theta vòng góc quay theta thì là n. Như vậy n lúc này bằng theta trên 2 pi, cô đánh nhập. N bằng theta trên 2 pi chứ nhỉ? Thì nhá, một vòng này thì ứng với là 2 pi này. Vậy thì theta thì ứng n vòng, như vậy n sẽ bằng là theta trên 2 pi. Bao nhiêu vòng đấy? Theta tìm được ở trên rồi, được chưa? Ví dụ rất hay nữa đúng không? Ví dụ số 3. Như vậy ba ví dụ này thì ứng với ba cái dạng mà cô dạy rất rõ nhá. Ví dụ số 1, được chưa? Thì là chuyển động của một vật ném ngang này. Ví dụ số 2 là chuyển động, vừa là chuyển động thẳng, cùng dùng công thức của chuyển động thẳng, biến đổi đều nhưng mà A này là AT, đúng không? Ví dụ thứ 3 cũng là chuyển động tròn nhưng mà dùng công thức của chuyển động tròn, biến đổi đều. Ba ví dụ với ba phần rất rõ mà cô dạy các em nhé. Chuyển động, công thức chuyển động thẳng này, công thức chuyển động tròn và chuyển động cong, được chưa? Xong bài thứ nhất, các dạng chuyển